Bắt xe cấp cứu đợi 10 phút vì bận đi tắm, người đàn ông vẫn hạnh hoẹ đánh giá 1 sao khiến nhân viên y tế bị phạt nặng. Theo báo chí Hàn Quốc đưa tin, vào ngày 20 tháng 11, một người đàn ông tên A đã gọi đến 119 vào ngày 7 tháng 8 và nói: "Tôi cần phải đến bệnh viện, tôi rất khó chịu vì sốt và sổ mũi." Tuy nhiên, ông A đã dặn dò nhân viên điều phối, yêu cầu xe cấp cứu hãy đến sau 30 phút vì mình cần phải đi tắm. Anh B, 30 tuổi, là lính cứu hỏa có 7 năm kinh nghiệm làm việc tại Sở Cứu hỏa Seoul, đã được điều đến hiện trường theo yêu cầu của ông A. Tuy nhiên, khi B đến nơi, thì A bảo phải chờ thêm một chút vì mình đang rửa bát và bước ra khỏi nhà sau 8 đến 9 phút. Trên đường chở anh A đến bệnh viện, anh B nói, anh không nên khai báo và bắt xe cấp cứu chờ như thế này vì bệnh nhân cấp cứu khác muốn sử dụng xe cũng khó. Sau đó thì ông B đã gửi đơn khiếu nại tới trung tâm và nói rằng B không thân thiện, tôi cảm thấy bị sỉ nhục. Vì đơn khiếu nại này mà nhân viên cứu hỏa B đã bị kiểm điểm cảnh cáo, bị phạt không được nhận thưởng của 1 năm. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các thành viên Sở Cứu hỏa của Liên đoàn Công nhân Dịch vụ Dân sự Quốc gia đã tổ chức buổi biểu tình trước tòa thị chính thành phố Seoul ở Nam Đông-gu. Mọi người yêu cầu rút lại hình thức kỷ luật đối với người lính cứu hỏa đã phải chịu thiệt hại bởi những khiếu nại độc hại.